Đạo diễn Toki Quát Quên Tha. Bộ phim Long Quyết Ken. Uống hết phần thuốc này đi nhé. Cô đi ngủ ngay đi nhé, Nam. Cậu thấy khỏe hơn chưa? Tớ thấy khỏe hơn rồi. Còn cậu thế nào? Tớ vẫn như thế. Lẽ ra cậu phải thấy khỏe hơn lên mới đúng chứ. Không đâu, sao lại không? Tớ cũng không biết nữa. Cậu sẽ khỏe lại thôi mà. Thật sao? Nhưng tớ mong cậu sẽ mau chóng bình phục. Thôi ngủ đi. Cậu thật sự muốn ngủ à? Ngủ thôi. Thế thì ngủ thôi. Ừ. Nhưng tớ không tài nào chợp mắt được. Cậu nói chuyện với tớ có được không? Cậu đồng ý đi mà. Cậu muốn nghe tớ kể chuyện à? Tất nhiên là muốn rồi. Cậu định kể gì? Để tớ nghĩ mới được. Cậu không kể được à? Thôi tớ ngủ đây. Tớ kể cho cậu biết một bí mật. Cái gì cơ? Bí mật về cậu hả? Cậu mau nói cho tớ nghe đi. Cậu định đùa với tớ sao? Tớ không tin cậu có bí mật đâu. Tớ nói thật mà. Cậu hãy tin tớ. Tớ có một bảo vật. Chính là cái này này. Đấy là gì thế? Có tác dụng gì hả? Được rồi. Tớ sẽ nói. Nó có thể nghe theo sự chỉ huy của tớ đấy. Không được. Không thể lấy đi được. Cho tớ mượn một tí thôi mà. Ở đây đâu có ai, cho tớ xem đi mà. Không tốt đâu. Xin cậu đấy, được không? Cho tớ xem đi mà, được không? Một tí thôi. Để tớ xem. Không sao đâu, cho tớ xem đi.
Đây này Nam, nếu cậu thích thì tớ sẽ cho cậu luôn đấy. Cậu sao thế? Con trai, con sao rồi? Không sao đâu. Con sẽ không sao đâu. Con nhìn mẹ này. Nam, chào cậu. Tớ khỏe rồi. Cậu xem tớ có cái này cho cậu này. Đây. Tớ không lấy đâu. Không có gì đâu. Đẹp lắm, nó rất hợp với cậu đấy. Tí nữa gặp lại nha. Nam. À, Thongsook. Cậu khỏe chứ? Tớ khỏe. Thế là tốt rồi. Cậu thế nào? Tớ vẫn như thế. Tiết học này chúng ta phải chuẩn bị tâm lý. Sẽ có rất nhiều chỗ khó. Các em xem này. Những bộ phim diễn tưởng các em phải ghi nhớ thật kỹ. Về nhà phải cố gắng làm bài tập nhiều vào. Như thế sẽ giúp ích cho môn học. Nếu có gì không hiểu, có thể tham khảo thêm vài bộ phim khác nữa. Các em sẽ hiểu được nhiều thông tin hơn. Hết giờ. Cậu dạo này thế nào? Không có gì đặc biệt, cũng như trước vậy thôi. Giờ mọi người nghĩ sao? Nam à, cậu nói đi. Nói bí mật của Thongsook đi. Cậu ta có bí mật gì chứ? Có gì mà cứ giấu hoài chứ? Mọi người ở đây đều là bạn cả. Suy nghĩ cho kỹ đi nha. Tớ đã bảo là không có gì mà. Các cậu đừng có hỏi nữa có được không? Cậu nổi giận gì chứ? Cậu giận gì chứ hả Nam? Hết giận chưa? Xem bản đồ này nha. Chúng ta có thể mang theo con đường này đi. Được rồi Nam, chúng ta sẽ đi theo con đường này. Mọi người đợi đã. Để tôi xem sao. Cậu đừng có quậy nữa. Không xem bọn tớ ra gì cả.
Dính dơ rồi, nhớ bỏ vào thùng rác. Buông ra. Chúng ta đi tham quan hòn đảo đó nha. Được đấy. Nhưng đến đó thì rất mệt đấy nha. Anh định nói gì? Đừng nói linh tinh. Anh chỉ có việc lái tàu thôi mà. Thế sao cô không làm? Chỉ biết sai bảo tôi. Thật không công bằng gì cả. Tính mạng của các cậu đang ở trong tay tôi đó. Tôi nói đúng không? Các cậu đã nghe rõ chưa? Chúng ta sắp đến đảo rồi. Hòn đảo đó, nghe nói có ma đó. Linh lắm đấy. Nào mọi người, đến nơi nào. Mọi người, Nam, lên đây nào. Cẩn thận đó. Neo thuyền lại đi nha. Lần này cảm ơn anh nhiều. Anh có muốn đi với chúng tôi không? Nếu không đi thì anh về trước đi, rồi đến đón chúng tôi sau nhé. Được rồi. Tôi cũng muốn lắm, nhưng tôi còn nhiều việc phải giải quyết nữa. Tạm biệt nhé. Tạm biệt, tạm biệt. Xuất phát thôi. Nơi này thật là kỳ lạ. Các cậu nhìn kia, ở trên cây có rất nhiều dây treo cũ kỹ. Cũng được đấy chứ nhỉ. Tôi cảm thấy cũng được. Ôi, nơi này có biệt thự kìa. Quả thật rất là thần bí. Xung quanh cũng được đấy. Các cô đừng sợ, chúng tôi sẽ bảo vệ các cô. Con đường đến đó cũng dài nhỉ. Tớ cũng cảm thấy thế. Nhìn này, tòa nhà này có vẻ bỏ hoang đã lâu rồi. Chúng ta mau vào trong xem đi. Ôi, ở đây có mèo nè. Coi chừng nó cắn đó. Dễ thương quá. Mày ngoan nha.
Mày dễ thương quá. Tao thích mày rồi đó. Ôi, chảy máu rồi. Đã bảo là coi chừng mà. Chảy máu rồi kìa, mau băng lại đi. Sao thế Jack? Sao vậy Jack? Jack, cậu làm sao thế? Đừng có dọa chúng tớ mà. Cậu mau tỉnh lại đi. Cậu đừng có dọa bọn tớ mà. Mau tỉnh lại đi Jack. Tớ đùa đấy mà. Cậu thật là. Thấy vui không? Cậu điên rồi đó. Chúng ta cho cậu ta một trận đi. Tất nhiên rồi. Để xem có gì trong này. Có màn này nữa à? Để xem còn gì nữa. Trong đây đẹp quá. Phong cảnh thật là tuyệt vời. Đẹp thật đó. Ừ, thật là dễ chịu. Nhưng cũng không bằng cậu. Sao lại so sánh với tớ nhỉ? Sao vậy? Nam, tớ có cái này cho cậu này. Cậu lấy ở đâu thế? Cậu thấy đẹp không? Tự tay tớ hái đấy. Cậu không cần xúc động nữa. Thôn xúc. Được rồi, nhìn tớ nè. Cậu giống không? Có giống không? Giống thật đó. Nam, tớ có điều này muốn nói với cậu. Hai cậu không xứng với nhau. Nick à, tớ với cậu ấy. Nam, cậu không sao chứ? Nam, cậu mau đứng lên đi. Tớ không cố ý đâu mà. Cậu không sao chứ? Có chuyện gì thế? Trời ơi, sao cậu đến được đây vậy? Tớ tìm thấy bản đồ mà các cậu bỏ ở thùng rác đấy. Các cậu ngạc nhiên lắm có phải không? Có gì đáng ngạc nhiên chứ? Cậu đến đây cũng không sao, nhưng cậu khiến cho mọi người ngạc nhiên đó. Thời gian qua nhanh thật. Hôm nay vui quá. Cậu cũng hay đấy nhỉ. Bắt cả bọn chạy lông nhông đuổi theo. Cứ như là bọn điên vậy. Jack, cậu đừng có nói đùa thế. Hôm nay chúng ta chơi vui như thế này đều nhờ vào cảnh vật trên hòn đảo này. Phong cảnh thật là hữu tình. Cậu xuống đi. Hay quá, hay quá. Mau lên đi. Cậu lên được không đấy? Cậu ta ngốc thật. Chẳng biết đến lúc nguy cấp cậu sẽ như thế nào nữa. Cậu thấy tớ nói có đúng không? Nghe nói là trên hòn đảo này có một bộ lạc. Bộ lạc cổ đấy, rất thần bí. Bọn họ cho nến vào trong rổ.
Mọi chuyện là như thế, thật bí hiểm. Cậu có nghe thấy gì không? Đừng nói thế mà. Này, này, cậu ở bên trong lâu rồi, mau mở cửa đi. Cậu đợi tớ một tí. Được rồi, nhanh lên nha. Nam, hay cậu xuống phòng vệ sinh dưới nhà đi. Tớ cũng phải mất một lúc mới xong. Tớ biết rồi. Ngủ ngon nha. Nhìn vào ống quay này. Đây là một hòn đảo xưa. Hãy xem thành phần tham dự kỳ này. Có phải rất là bất ngờ không? Còn rất nhiều chuyện bất ngờ đang chờ nữa. Mọi người đừng bỏ lỡ nha. Sợ chưa? Các bạn bị lừa rồi có phải không? Các cậu phải đưa tớ đi tè. Các cậu đi trước nha. Tớ phải đi tè đây. Sao có thể được chứ? Tớ bắt tè quá. Qua đây. Ở đây thật đẹp đó. Chúng ta đến đây là đúng rồi. Công nhận chỗ này đã thật. Mọi người đừng để lạc nhau nha. Chụp một tấm hình đi nào. Xem này. Có cái gì kia? Đó là gì thế? Mau qua xem nào. Chúng ta xem căn nhà này có gì. Chỉ là một con mèo thôi mà. Nhanh lên, chúng ta qua đó chụp hình thôi nào. Chuẩn bị nha, tớ chụp đây. Mọi người qua đây chụp cho tớ một tấm với. Đây là nơi quái quỷ gì thế? Không được đến nơi này. Cái gì? Sao cậu nhát gan thế? Qua đây. Đứng yên nào. Boy, hình như là chỗ này hơi kỳ lạ đấy. Có vẻ u ám quá. Cũng là một căn nhà bỏ hoang mà thôi. Đi thôi. Đừng đừng đừng. Tôi muốn quay về. Tôi muốn quay về. Này, khó khăn lắm mới đến được đây. Chỗ này vui lắm. Không sao đâu. Yên tâm đi, được chứ? Tớ cảm thấy là không ổn. Cậu vào trước đi. Hay lắm. Này, có gì là khó chịu cứ nói ra nha. Thôi đi đi. Bịt mắt lại. Như thế thì sẽ không thấy gì cả. Nhưng tớ có thể cảm thấy. Cậu định làm gì? Sẽ không sao đâu mà. Quả thật khác hơn so với những cái khác. Đi vào bên trong thôi. Chúng ta sẽ đi tham quan cả khu này đấy. Trong đây chẳng có gì cả. Để tớ xem. Trong đây là gì thế? Chúng ta đừng vào đó. Đừng nói lung tung nữa. Không sao đâu. Không được mở ra. Không sao đâu. Đừng nhát gan quá. Chúng ta vào xem tí thôi. Đi nào. Không được vào mà, đáng sợ quá. Vào sâu nữa xem. Ở đây là mộ phần à. Cậu xem. Nhìn xem. Ừ.
Đừng sờ mó lung tung, không sao đâu. Mở được rồi này. Đừng, đừng mà, đừng. Tớ không muốn vào đó, tớ không muốn vào đó. Thả tớ ra, thả ra. Vào đi. Hay quá rồi. Mở ra, thả tớ ra. Cậu cứ ở trong đó một lúc đi nha. Biết không hả? Ai bảo cậu đi theo để làm gì? Sao cậu cứ bám riết theo bọn tớ thế? Boy, boy, mở cửa. Các bạn ạ, tớ không muốn như thế đâu, không hay cho lắm. Cậu cũng muốn vào có phải không? Ở đây có gì là đáng sợ cơ chứ? Chẳng có gì cả. Cậu sợ gì chứ hả? Nhát gan quá đi. Cậu có công nhận là cậu ta nhát gan không? Mở cửa, thả tớ ra. Này, cậu im lặng giùm đi. Không được lên tiếng. Nghe rõ không hả? Nghe rõ không, biết chưa? Mau thả tớ ra đi. Jack à, đây là cái gì thế? Tớ đâu có biết, chắc là của cậu ta. Mở cửa, mở cửa, mau thả tớ ra, tớ muốn ra ngoài. Nhìn này, tiêu rồi, bị khóa rồi. Giờ chúng ta phải làm sao đây? Cậu hỏi tớ, tớ hỏi ai đây? Mau mở cửa ra đi. Nếu thế thì chả vui gì cả. Cậu nhát gan quá, cứ nghe lời tớ đi, được không? Mở cửa. Mở cửa, thả tớ ra đi. Thả tớ ra đi. Dù thế nào thì cũng phải thả cậu ấy ra trước chứ. Này, sao thế? Sao không lên tiếng vậy? Thongsook, mở cửa ra. Giờ làm sao đây? Làm sao đây? Đã bảo là các cậu mở cửa rồi mà. Đây là hiện trường. Mọi người hãy tập trung xem nha. Bắt đầu. Thongsook, tớ sẽ mở cửa cho cậu nha, đợi tí nha. Mau nghĩ cách đi. Giờ phải làm sao? Tớ làm sao, biết phải làm sao chứ? Nhưng dù thế nào thì cũng phải thả cậu ấy ra chứ. Giỏi thì cậu qua mà mở. Cái gì? Bọn họ chắc ở trong phòng đấy. Mau tìm đi. Gì thế? Này,
Cậu đừng như thế có được không? Chúng ta mau tìm đồ mở cửa đi. Uống nhiều rượu không tốt đâu. Cậu lấy cái này ở đâu thế? Đoán thử xem. Ở trong này. Mưa lớn quá. Còn gió mạnh nữa. Chúng ta không đi được rồi. Thongsook. Nam, nếu cậu thích, tớ tặng cậu này. Boy, đứng dậy. Đứng dậy, Boy. Boy, tỉnh dậy nào. Cậu lấy cái này ở đâu thế? Cái này có phải là của Thongsook không? Thongsook ở đâu rồi? Thongsook ở đâu rồi hả? Ở đâu? Tôi không biết. Thongsook ở trong này. Ở trong này hả? Chính là ở trong này. Hôm qua tớ cũng ở đây. Tớ thấy cậu đó trong đó mà. Thế sao giờ lại không thấy đâu cả? Đợi đã. Mở lại xem đoạn phim hôm qua. Tớ có ghi hình lại. Đây là gì thế? Tớ không biết. Các cậu đang làm cái trò gì thế? Thongsook ra đi, đừng có trốn nữa. Cậu đang ở đâu? Mau ra đây đi.
Đây là nơi nào thế? Tôi cũng không biết. Cậu không cảm thấy chỗ này kỳ lạ lắm sao? Chúng ta mau đi tìm cậu ấy đi. Gì thế? Tớ sợ mà, đáng sợ quá. Cậu không sợ sao? Rốt cuộc cậu ấy ở đâu thế? Anh ta đến đón chúng ta kìa. Đi thôi Nam. Nam, quay lại đây được không? Nam, đợi ở đây nha. Chúng tôi sẽ trả tiền thêm cho anh. Tôi hứa đấy, đừng lo. Này, tôi cảm thấy thời tiết hôm nay không được đẹp. Thôi, tôi về trước nha. Cậu thấy sao? Có gì cứ liên lạc với tôi, được thôi. Anh ta đã bỏ đi rồi. Chơi được lắm. Có ngon thì đừng quay lại. Đây là gì thế? Cậu đừng có la hét linh tinh nữa có được không? Lúc nãy tớ có nhìn thấy một người. Xem đi. Ở đâu hả? Ở đâu? Rõ ràng là ở đó mà. Sao giờ lại mất rồi? Các cậu sao bỏ đi một cách vô trách nhiệm như thế? Đây cũng là việc bất đắc dĩ mà thôi. Được rồi Nam à, chúng ta cùng đi tìm thông suốt vậy. Thế như thế có được không hả? Bọn tớ cũng đâu có muốn thế. Làm thế nào mà các cậu lại nhốt cậu ấy vào bên trong đó chứ? Nam, lại đi rồi. Đồ ngốc. Người ta không thích cậu mà cậu vẫn thế. Im đi. Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Nơi đây là đâu? Các cậu ở đâu thế? Mọi người tập trung lại đi, đừng để lạc mất. Như thế sẽ dễ hơn đó. Các cậu có nghe chưa? Được chứ? Có chuyện gì thế? Mau mở cửa. Mở cửa ra. Không có gì cả. Chuyện này là sao? Tôi nhìn thấy rồi, kinh khủng quá. Đáng sợ quá. Cậu ấy sao thế? Ghê quá. Đừng. Mau rời khỏi đây. Mau lên. Nhanh lên.
Cậu sao rồi Nam? Đứng dậy nào Nam. Mau chạy thôi. Mau vào trong, nhanh lên. Vào trong nhà đi. Không sao đâu, rồi sẽ ổn thôi. Đừng nói bậy, tớ biết rồi. Cửa khóa rồi, chúng ta phải mở nó ra. Làm thế nào? Cậu thử xem. Mau lên đi. Đừng lo. Tìm thấy chìa khóa rồi. Thongsook, cậu đi đâu thế? Mọi người đổ xô nhau để tìm cậu đó. Bọn họ đã nhốt tớ. Cậu còn giả vờ sao? Cậu thoát ra bằng cách nào? Từng bước, từng bước, từng bước. Thongsook, bọn tớ rất lo cho cậu đấy. Từng bước, từng bước, từng bước. Sao thế? Cậu không khỏe à? Chúng ta vào nhà thôi. Nam, chúng ta cũng đi nghỉ thôi. Có hỏi cũng không được kết quả gì đâu. Sao thế? Sao thế? Cái này cho cậu này. Không cần đâu. Cậu đừng lo lắng quá. Lịch này chắc cũ lắm rồi. Đúng không? Cái gì? Cậu biết à? Không. Tôi đoán thôi. Cậu nhìn gì thế?
Sao vậy? Cậu có thấy không? Xuống đây xem. Cậu sao thế? Không sao chứ? Không sao đâu. Được rồi, được rồi. Một tí nữa sẽ không sao đâu. Cậu mau đứng lên nào. Tớ không muốn thấy cậu như thế đâu. Tớ biết cậu sợ. Bui, dậy đi nào. Bui. Đừng bỏ tớ lại. Đợi tớ với. Đợi với. Đợi tớ. Đợi tớ với. Các cậu đợi tớ với. Mở cửa đi. Mở cửa đi. Mở cửa ra. Mau mở cửa. Mở cửa ra ngay. Gặp cậu tớ rất vui. Đứng yên, không sao chứ?
Để tớ ra đưa cậu ấy vào. Sao lại có người thế? Từ từ. Này, ma kìa. Có chuyện gì thế? Tôi không biết nữa. Cẩn thận. Cậu ta cử động được đấy. Nhanh lên. Bùi, 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 cẩn thận. Đừng đến gần cậu ấy bị nhập rồi. Bùi, cậu sao rồi? Nhìn kìa. Bùi, tránh xa ra. Bùi, đừng qua đó. Vào trong nhà ngay. Đóng cửa. Vậy cứ mặc kệ cậu ta sao? Chú muốn làm sao nữa? Sao tớ biết? Sao cậu ấy lại bị thế? Mọi người cẩn thận. Chuyện gì thế? Cẩn thận. Cẩn thận. Hắn ở trên đó. Cậu chắc chứ? Thật sao? Tớ đã thấy hắn. Tớ phải đi đây. Không được làm bậy. Đừng qua đây. Rốt cuộc cậu là ai? Không sao rồi. Mau đi theo tớ. Không được đi. Tất cả đều phải ở lại. Tôi không thể để cho cậu đi, rõ chưa? Như thế sẽ tốt hơn. Sao biết? Hey!
Cậu làm gì thế? Tớ thấy rồi, cậu thấy rồi à? Hắn ở trên đó. Thật đáng sợ. Là anh ta, qua đó xem đi. Anh không sao chứ? Mọi thứ đều bắt nguồn từ thứ này mà ra. Mỗi người cầm lấy một cây để ở trước ngực. Như thế sẽ ổn thôi. Anh chắc chứ? Tôi bảo đảm thế. Đi thôi, đi nào. Chạy qua hướng kia. Sao chúng ta lại đến đây thế này? Chúng ta là người tốt mà. Hãy quan sát cẩn thận. Sao lại xảy ra chuyện này chứ? Lẽ ra không nên đến đây. Sao cứ đòi đến nơi ma quỷ thế này? Bộ tôi muốn gặp những thứ đó sao? Bỏ cái này ở đâu đây? Văng xung quanh. Cậu cẩn thận tí có được không? Tớ nghiêm túc đấy mà. Nhìn xem đây là gì. Đừng để sai đây. Đừng nói lung tung nữa. Hãy đợi đi. Như thế sẽ ổn cả thôi. Hắn sắp đến rồi. Nhìn đây. Nghe cho rõ đây. Đến đây nào. Cô cầm đi. Đây. Cậu sợ à? Tớ cầm. Sẽ không còn linh nữa đâu. Để tớ. Quỳ xuống hết đi. Cô tiến lên trước. Đi đi. Tớ sẽ không trách cậu đâu. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Vạn vật tồn tại trên đời này đều có đạo lý cả. Chúng ta không được làm phiền họ, nhất là với ma. Nhưng chúng đến làm hại ta mà. Chui qua. Đừng sợ, tiến lên trước đi. Không sao đâu.
Đừng sợ, dưới này có bọn tôi rồi, cô sẽ không sao đâu, nhất định sẽ làm được mà. Bọn tôi cần cô. Anh chắc cậu ấy sẽ không sao chứ? Sẽ không sao đâu. Các cậu phải tin tôi. Cứ tiếp tục như thế, mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp. Anh tự tin thế. Hãy tin tôi. Tôi sẽ giúp mọi người. Đây là nhiệm vụ của tôi. Lỡ như cậu ấy xảy ra chuyện gì thì sao? Không đâu. Hãy tin tôi. Là mẹ à? Mẹ không sao chứ? Nam, mẹ không sao cả. Lúc nãy mẹ là gì thế? Mẹ cũng không biết. Con đang nói gì thế? Con đang làm gì vậy? Con đến tìm mẹ à? Mẹ ở đây không sao cả. Con xuống dưới đi. Thế con đi với mẹ nhé. Con dậy rồi à? Con đang vẽ gì thế? Con thổi nến đi. Ước một điều ước đi. Hay quá.
Bà không phải mẹ tôi. Bà đến đây có mục đích. Được rồi, hết rồi. Sao không nói được? Cậu mau xuống đây đi. Cô ta sẽ không sao đâu. Chúng ta có thể yên tâm. Hãy cầm lấy nến. Mỗi người một cây. Cần phải thế sao? Tất nhiên rồi. Hãy làm theo lời tôi nói. Đừng sợ. Không sao đâu. Sẽ ổn cả thôi. Đừng có nhìn lung tung. Chúng tôi làm như thế đúng không? Đừng lên tiếng. Mọi người, không được dừng lại. Phải can đảm lên. Tôi phải làm sao đây? Cố lên. Rồi sẽ không sao đâu. Đừng qua đây. Tớ sẽ giết cậu đấy. Tớ có làm gì đâu. Cậu dám đối xử với cậu ta như thế à? Tớ không sợ các cậu. Các cậu cẩn thận đó. Đừng như thế. Tớ thì thế nào? Là cậu hả? Giơ cao cây nến lên. Cứ giơ cao nến lên. Cậu sao rồi? Tớ không sao. Cậu muốn làm gì? Cậu định đến đó làm gì? Cậu đừng làm thế mà. Cậu làm tớ bị thương rồi đó. Cậu đi đi. Tớ không muốn gặp cậu nữa. Cậu muốn làm gì? Tránh ra. Cậu khóc gì thế? Tránh ra. Tớ không muốn gặp cậu. Đốt cậu ta đi.
Đi thôi, không sao chứ. Sao lại thế chứ? Này, cậu không sao chứ? Đừng mà. Các cậu nghe đây, các cậu phải cố lên, không được bỏ cuộc. Bước tiếp theo phải làm gì đây? Hắn kia. Này, đừng. Mọi việc là như thế đó. Tớ không cố ý đánh cậu đâu. Thật đáng sợ. Đừng giả vờ tội nghiệp nữa. Đó chỉ là một tên đạo trưởng thôi. Hãy nhìn tớ đi, tớ đâu có xấu xa như thế. Chỉ là các cậu nghĩ thế thôi. Cậu sao thế? Cậu đừng thế mà. Cậu phải bình tĩnh lại. Cậu có nghe tới không? Cậu có thấy thế không? Cậu không sao chứ? Cậu muốn gì? Cậu đừng mắc bẫy cậu ta. Đừng thế mà. Cậu tránh ra. Cậu chẳng biết gì cả. Tránh ra đi. Tớ biết rõ nên tớ mới không sợ. Cậu đi ra. Đừng, cậu đi đi. Đừng thế mà các cậu. Đừng mà. Đừng làm thế. Đừng làm thế. Cậu bị hắn dụ rồi. Dừng tay lại đi. Cút đi. Cậu đi đi. Cậu ta không muốn thế đâu. Sao hả? Thấy thoải mái không? Cút đi. Tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Này,
đợi tớ với. Cố lên, cố lên, không sao đâu. Nam, Nam, tớ đau quá, tớ không chịu nổi nữa rồi. Không sao đâu, cậu đừng dọa tớ mà, tớ sợ lắm. Tớ không sợ đâu. Cậu định làm gì? Này, đến tìm tớ làm gì? Đừng tìm tớ nữa. Tránh ra đi. Cậu tránh ra. Tránh ra ngay. Tránh ra. Rốt cuộc cậu muốn gì? Cậu mau tránh ra đi. Đi đi. Tôi đã khởi động được con tàu rồi. Câm miệng lại đi. Cậu cút đi. Tránh ra chỗ khác đi. Tớ không muốn ở cùng cậu. Đi ra đi. Tớ sẽ giết cậu. Cậu muốn làm gì? Tớ sợ quá. Tớ sắp chết rồi. Cậu sẽ không chết đâu. Cảm ơn cậu. Cậu tốt quá. Cậu đến đây làm gì? Thongsook. Tớ đã giết cậu ta rồi. Thongsook, cậu không sao chứ? Đừng qua đó.
Đừng đến gần quá. Tránh xa ra một tí đi. Cậu ta đang gặp nguy hiểm. Hết cách rồi. Cậu ta bị nhập rồi. Nam, Thongsook, Nam, cậu cứ mặc tớ. Xin lỗi, tớ không cố ý, Nam à. Tớ không biết tại sao cậu lại trở thành thế này. Bọn chúng khống chế tớ. Thế phải làm sao đây? Đừng. Cậu không sao chứ? Cậu vẫn luôn xinh đẹp. Tớ rất thích ngắm cậu. Yeah.
Nam, mẹ. Mẹ. Mẹ, con sao rồi? Tôi luôn nằm mơ thấy ác mộng. Mỗi ngày tôi đếm thời gian trôi qua. Lúc tỉnh dậy, mọi thứ không sao cả. Thật đáng sợ. Tôi không biết cậu ấy đi đâu nữa. Chỉ còn cách nói tạm biệt. Boy, Jack, Bin, Bui. Tạm biệt các cậu. Chỉ còn tớ sống sót thôi sao? Các cậu giờ đang ở đâu? Tớ nhớ các cậu lắm. Rất nhớ khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau, rất khó quên. Tạm biệt mọi người. Thổi nến đi Nam, sau đó cầu nguyện. Cảm ơn mẹ.ตราบใดที่เทียนยังไม่ดับไม่มีอะไรมาทำอันตรายเองได้นี่แหละที่เขาเรียกว่าผีหลอก